Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Trường Lý nhé. Hôm nay là chợ phiên ở xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Chợ phiên thì thường thường là có rất là nhiều người dân ở trong bản ra họp nha các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi một vòng quanh chợ phiên ở trên vùng cao cho các bạn nhìn thấy được những cái đặc sản cũng như là những cái đặc trưng văn hóa chợ phiên vùng cao nhé các bạn nhé. Đấy, ngay bên đằng sau tôi đây thì có các bà con người dân tộc Dao đi chợ bán những cái đồ sản phẩm, đa số là hàng nông sản tự tiêu nhé các bạn nhé. Đây chính là những cái mặt hàng nông sản của bà con tự trồng được. Chào các bà nhá. Ở đây có vừng đen nhỉ? Vừng đen. Cái vừng đen này với chè. Đây là nhà trồng được đấy nhỉ bà nhỉ? Nhà các cô có ở gần đây không? Ở gần à? Đi khoảng mấy cây đến đây? Đi khoảng mấy cây đến chợ? À, cây 27 à? À, chỗ cây 27 đây thôi. Vâng, cũng gần thôi nhỉ? Ôi, có cả cá kìa. Cá này là cá suối đấy nhỉ? Ồ, cá này ngon đấy. Trứng gà tà. À, chúc các bà bán buôn may bán đắt nhá. Nó đi quay một tí thôi. Ở đây có rất là nhiều cái vỏ khoai này. Đấy, ai mà ăn dầu thì ăn cái vỏ khoai này mới là ngon này. Vỏ khoai này có nhiều loại vỏ ấy nhỉ? Đây là gọi là loại cây lá to hay lá nhỏ à anh? Lá nhỏ. Lá nhỏ à? À, lá nhỏ là loại này đúng không? Cả loại này lá nhỏ hết. Tất cả đây là lá nhỏ chẳng qua cái này nó chưa khô thôi đúng không? Cái này tươi, cái này khô. Cái vỏ khoai mà ăn nó càng chát ấy, thì nó mới ngon nha các bạn nhá. À, đấy là lá nhỏ đấy. Lá nhỏ, vâng. Lá như lá khế. Cái loại này á? Cái cây này là lá nhỏ như lá khế à? Còn một loại thì nó ráp gần như kiểu cái lá mít ấy. Vâng, cái đấy lại không ngon à? Là đấy vỏ nó dày hơn nhỉ? Dày hơn. Vâng. Có chút con vịt thì chút. Vâng. Ờ, đây. Đó, rau bí này. Đấy, rau bí toàn những hàng địa phương. Đây là các cái gian thổ cẩm của các chị em phụ nữ dân tộc đây nhỉ. Em chào chị nhá. Cái này là chỉ thêu đấy nhỉ chị nhỉ? Chỉ thêu quần áo dân tộc mình đấy nhỉ. Giống như ở cái mũ của chị đây phải không? Cái mũ của chị đây là cũng thêu à? Thêu từ những cái dây này phải không? Thêu từ dây này. À. Đấy rất là đẹp nhỉ. Đấy, ôi. Ồ, cái này là cái điệu phải không hay là cái gì đây? Cái điều trẻ con phải không? Đấy, cái điều trẻ con đẹp không này? Rất là đẹp nha. Chúng là đây là đa số là cái gian thổ cẩm của người Dao và người Tày nhé các bạn nhé. Đa số nhá. À, đi chơi một vòng đã. Ồ đây, có rất là nhiều rau bí này. Đấy, ngô. Đây là ngô nếp này. Thịt lợn bản. Đây, chào bác nhá. Đây mới là thịt lợn bản đây nhờ. Giờ là không thể có lợn xuôi nữa rồi. Bây giờ cấm toàn phần. Đây là bà con ở đây đa số là tự nuôi và tự thịt nha các bạn nhá. Ở trong này thì đa số là các cái đồ dùng gia dụng ở vùng xuôi lên này. Trong này đa số là quần áo và đồ dùng gia dụng thôi. Tôi sẽ quay lại đi sang phía bên này để xem mà có cái gì đặc trưng không, có cái gì nó lạ không. Dầu đây là dầu rảo cổ lam. Đây, chào chị nhá.
các chị bán. Vâng, gian hàng đồng giá 10.000 đồng 3 sản phẩm của chúng em kính chào tất cả bà con cô bác đang tham quan và mua sắm trong ngày hôm nay. Nào nào, xin mời bà con cô bác anh chị em chúng ta vào xem và chọn đi lại. Đây là quýt vùng cao nha các bạn nhé. Xin chú bác kích cầu mua sắm trong chương trình đại hạ giá giảm giá đây, bán với giá cực rẻ cho bà con, đồng giá 10.000 đồng 3. Chào các bạn nhé. Cái vừng đen này để bao tiền một lọ này? 10.000 một lọ này à? Vâng. 10.000 một chảy này à? Có cho cháu hai bơ này. Cháu hai bơ chỉ có 10.000 đồng ba sản phẩm cũng chỉ có 10.000 đồng. Nhấc tay vào xem một lượt và cho đi quý vị anh chị và các bạn. Ngày hôm nay chúng em đang bán siêu khuyến mại giảm giá cho bà con nào bán đồng. Đây là vừng đen nha các bạn nha. Vừng đen này ăn rất là nhiều chất, nó thơm ngon hơn. Rẻ bằng chỗ này, không đâu rẻ bằng gian hàng của chúng em nào. Hàng đủ size, đủ số, đủ mẫu mã, màu sắc luôn nào. Đa chủng loại, đủ kiểu dáng, bao gồm như đèn đồng ba cái, lượt, gửi bà nhá. Tấc tay, tấc chân, ba cái chỉ có 10.000 đồng, cùng với rất nhiều mặt hàng. Ba năm nay bao tuổi rồi? Ừ. Ba sản phẩm cũng chỉ có 10.000 đồng. 69 à? À, sắp 70 tuổi rồi nhỉ. Nhà bà có gần đây không? Cách bao nhiêu cây mới đến chợ này? Thế sáng nay đi bộ hay là đi xe ra đây? À, ngay trên đầu làng đây thôi nhỉ. Rồi, con cảm ơn bà nhá. Rau củ quả. Ồ, đây có nhiều cá. Ôi rồi. Ồ, đây có các loại cá nhỉ. Ồ, cá to, cá nhỏ đều đủ hết. Ui, cá nhỏ to thế. Ui, con nheo này được bao nhiêu cân này? 2 cân. Con to này chắc phải 5 cân mà. 2 cân rưỡi đó. Cá này bao tiền một cân này chị? Hả? 120 á? To nhỉ? Có thể cá trong như là cá chê à? Cũng có nheo sao bé thế mà đã bán rồi? Nó không lớn được à? Bé này bán rồi nhỉ? Sao để nó to như con bên này thì mới bán? Cái này là ở trong lồng hồ mình đây à? Là nheo nuôi rồi đúng không? Nheo nuôi nó không lớn được đúng không? Úi, chưa có cá chép to nhỉ? Đây là, có rất là nhiều cá nha các bạn nha. Đây là cá chép, chép lồng hồ nha các bạn nhá. Đây bắt còn nguyên vết lưới nhỉ? Đúng không? Cá mắc lưới đấy. Ở bên kia có con chép to hết rồi. Sang kia xem con cá. Anh khó chẳng bố đấy. Đi chợ thì. Ồ đây. Ồ đây còn chép này to ấy nhỉ. Ừ, mua đi. Con chép này được mấy cân đấy? Chẳng biết. Cân 6. Con này là. Đây buộc. Cháu ơi, cháu nhặt đó. Đấy, buộc kiểu này là cá không bao giờ chết, đi thoải mái nhỉ. Đấy, đây là một cái đặc điểm nha, hôm trước tôi giới thiệu với mọi người rồi. Đấy, cá chép mà cứ buộc như này thì đi thoải mái luôn, không bao giờ chết. Đấy. Chụp đấy à? Vâng. Con này được hơn 2 cân đấy nhỉ? Không, con này mỗi có cân 6, cân 7 thôi mà. Cân 6, cân 7 đấy à? Đấy, áp cửa, mới thấy. To nhỉ? Thôi, nhà ở xa quá không mua được, gần gần thì lấy. Qua rồi. Rồi. 3 con 6 kìa. Ba con 6 cả. Cái này là đánh lưới úp à? Rồi, cho nó ăn no, nó lao lên. Rồi, cảm ơn các bạn nhé.
Ôi nhưng mà đây là cá gì này? Con cá gì mà nhìn giống như à, con này gọi cá cầy à? Cá cầy. Đây mới là cá sông chính hãng đấy nhỉ. Cá chép cái chiếc kia nó sổng ở ao ra thôi. Mấy con này nữa nhá chị. Bao nhiêu rồi? Chưa cân, hôm nay nhiều cá nhỉ. Cái mấy con nheo to này. Có nhiều cá nheo to thật đấy. Cá nheo to là 120 này. Cá chép là bao nhiêu một cân nhỉ ở đây? Cá chép bằng cá nheo à? À. Cá chép còn đắt hơn cá nheo ấy. Thế yeah. Thế còn những cái cá bé bé kia thì bao nhiêu một cân này? 10. Cá rô phi? 20.000 một cân nữa. Rẻ nhỉ. Rẻ thôi nhỉ. À, vậy là cá thì ở trên này rất là rẻ, rẻ hơn thịt lợn. Thịt lợn bây giờ là bao tiền một cân này à các bác? 180-200 một cân à? Đấy, thịt lợn đắt hơn cả cá nha các bạn nhá. Trên này bây giờ là thịt lợn rất là đắt các bạn ạ. Ở kia có mấy con gà, nhưng mà gà kia mình thấy không phải gà bản đâu. Đây, à, ủi đây có dao. Đấy, con nào cũng được. Đấy, em nhá. Ở đây có nhiều dao nhỉ? Không có bao dao đi cùng à em? Ừ. Dao dao mèo đấy nhỉ? Đây mới là dao mèo đấy. Đấy các bạn nhá, chọn dao rồi. Có những cái nốt đập này này, đây mới là dao tự đánh này, còn những cái dao này là ta đánh kiểu công nghệ. Con này bao nhiêu tiền một con này? Bạn đi 130. 130.000 một con này. Đi rừng thì thích rồi nhỉ, nhưng mà phải có cái bao không ghê lắm, trọng chết đấy. Đây là hàng dao 50.000 ở Đế Quốc đấy. Đế Quốc lấy bên tàu Việt Nam. Quốc bên tàu à? Dao này dao tàu chứ. Dao một phần là mình tự đánh, còn một phần là mình nhập về. Rồi. Dao thì đa số là anh em là lấy nhập về hoặc là lấy ở bên tàu sang các bạn. Là một số. Ở đây có rất là nhiều dảo cổ lam nhỉ. Cái này bán bao tiền một bó này à? Hả? Bó 2.000 à? Cái này hình như có hai loại sao nhỉ? Loại này là loại có lông đúng không? Loại này là ăn xào ăn ngon hơn này. Loại này là xào ăn đắng nhỉ. Yeah. Cái này chỉ có phơi khô lên xong rồi sắc nước uống thì được nhỉ. Yeah. Cái này mới là cái ăn này. Cái này là cái loại ăn. Có hai loại dảo cổ lam nha các bạn nhá. Một loại dảo cổ lam nó có lông và nó xanh hơn này. Và cái loại này thì nó cũng xanh nhưng mà nó vàng, nó ngả vàng hơn. Đấy, loại này ăn ngon hơn. Và đây cũng có cái lá này này, cái lá này là ăn rất là ngon này. Loại này ăn ngon hơn, cái này nó không đắng. Rau này ăn rất là thơm này. Đó. Ôi, đỗ tương nhiều thế. Đỗ tương này bán thế nào này cô? Chảy 5.000 à? Bán chảy à, không bán cân à? À, đỗ tương trên này bán chảy thôi. Rồi, ấn vào nhá. Rồi, cháu đi chơi một tí. Ô, đây mình thấy có măng rồi các bạn ạ. Có rất là nhiều măng này. Cái này là măng vầu nha mọi người nhá. Măng vầu này bán bao tiền này à bà? Cân 30.000 à? Một túi này được một cân không? À. Nhà bà ở gần đây không? Nhà bà ở gần đây không? Ở Minh Sơn à? À. Đã có măng rồi cả ở đây. Bà cũng ở Minh Ngọc thôi. À. Hôm qua đi đào về à? À. Đấy. Qua đi đào được măng. Ôi, cháu đi quay một tí thôi, đi chơi một tí thôi, cháu xem một tí thôi. Vâng. Nhà xa quá không lấy về được. Ở đây nhiều, rất là nhiều măng này. Đã có măng rồi. Măng 30.000 một túm này các bạn ạ.
Đấy, măng đầu mùa nha các bạn nha. Đây vỏ khoai này. Đấy, rất là nhiều vỏ khoai. Đây là các cô đang dệt thổ cẩm mà. Cái này là mình đang làm về để làm cái khăn này hả chị? Cái này mình có làm bán không hả chị? Cái này bán mình phải mua. À không, bảo cái này mình làm ra mình có bán không? Hay là mình mang về mình dùng nữa gì? Mình mua về mình dùng nữa gì? Thế bây giờ là mình phải test à hay là như nào? Hay là mình chỉ buộc này thôi? À, quay như cái này á? Quay như cái nào? À, quay như cái ở trên đầu đây của chị đây phải không? Vâng. À, đây này, em xem một tí nhá. Đây là phải buộc. Ồ, làm cầu kỳ đấy nhờ. Mày nào sao thì em mù nhanh hả không? Đấy. Đây là những cái này là để làm trang phục ở trên khăn. Khăn piêu đấy nhờ. Nên là dao, chị gọi là dao gì nhỉ? Chị là dao, gọi là dao gì nhỉ? Dao đen à? Dao áo dài đấy nhỉ? Cảm ơn nhá. Đây là chè. Chè vùng cao. Chè này bán như nào này cô? 15.000 một lạng. À, 150 một cân. Chè bản. Chè vùng cao. Đấy. Đấy, tôi cho các bạn biết những cái giá cả thực tế nhất ở trên vùng cao là như vậy nhá. Thực ra là bà con ở đây là tự sản tự tiêu. Tự đi lấy ở trên rừng hoặc là nuôi trồng. Đấy, những cái này là lấy ở trên rừng này. Những cái cây giả cổ lam là lấy ở trên rừng. Còn những đỗ tương tiếc là nhà tự trồng được. Ô đây có một cái chai mật ong này. Ôi, cháu xem mật một tí nhá. Đây là mật nhà cô nuôi à hay là đi lấy ở trên rừng? Cái này đi bắt ở trên rừng à? Bao nhiêu tiền một chai này? Hả? 150 chai này à? À. 150 vẫn rẻ. Nghe đúng mật ong rừng không? Đúng mật ong rừng là nó không có cái đường cô ở trên này nhỉ. Đấy, nếu mà mật ong mà nuôi lại những pha rồi thì nó sẽ sùi cái đường lên ở trên này, nó sẽ đóng rất là trắng ở trên này. Chai này là 150 à? Thế một pép là 300 nhỉ? Có mỗi một chai này thôi à? Ở nhà có hay bắt được không? Mùa này hay không có rồi. Hết rồi nhỉ, mùa này hết rồi nhỉ. Thế nhà cô gần đây không? Ở trên chỗ đóng phim Cha con nhá. À, ở trên đấy à? À, đi đường cầu treo bên đây sang thôi gì? Lấy ở trên vách đá kìa. Rồi. À, tưởng coi nhà có nhiều hôm nào cháu xuống cháu lấy. Hết rồi à? Có mua chai này đấy à? Mật ong rừng đấy các bạn ạ. Ngoài các cái nông sản ra thì còn có một số cái đặc sản vùng miền, đó là mật ong rừng nha các bạn nhá. Nhưng mà mùa này hết rồi các bạn ạ. Mùa này thì không phải là mùa mật, do vậy là rất là ít. Ồ đây, có nhiều bánh nhỉ. Đây là bánh chuối hả bà? Đây là bánh chuối này, bánh gì đấy? Đây là xôi quả cọ, đây xôi lạc. À, xôi quả cọ, xôi lạc à? Bánh gai. Bánh gai. Bánh dày. Vâng, bánh dày. Cơm lam. Cơm nắm. Rồi, chào các bà nhá. Rồi. Mua đi, đi làm quà đi. Mua làm quà. Bánh chuối này nè. Rồi, bánh chuối. Bánh chuối này mới làm hôm qua hả bà? Vâng, làm hôm qua. Mềm nhỉ. Mềm mà.
ơi cháu cháu đi chơi nên là không vâng. Đây là gian hàng ẩm thực nha các bạn nha. Có rất là nhiều bánh, toàn là bánh do các bà làm ra đấy. Mình thì không hay ăn đồ nếp kìa, ăn đồ nếp mình hay bị nóng cổ các bạn. Đấy, ô đây có cả bánh bao kìa. Đây bánh bao. Bánh bao này là bánh bao nhân gì này à chị? Đậu xanh đường em ơi. Đậu xanh đường à? Đường à? Bánh bao nhân thịt người. Thịt người không có. Thịt người bây giờ thịt lợn còn đắt. Chị phải phải làm món bánh bao nhân thịt người chứ. Ôi trời ơi, quay bánh trưng bánh rán đây. Đấy, bánh trưng bánh rán đây này. Người em có ăn được không? Đấy. Dạ, em ăn được thì chị cũng làm được. Vâng, em có bánh bao nhân thịt người là em ăn đấy. Đây, bánh rán đây này, bánh rán với lại vừng đen này, đây vừng đen mình vừa mới mua đây này các bạn ạ. Đây, đấy, đặt với cái bánh rán này ăn rất là ngon nha các bạn nhá. Giờ mình đi vào trong này xem có cái gì không nhỉ. Trong này đa số là quần áo, giày dép, đồ chăn màn, chợ Tết đây các bạn ạ. Chăn màn rồi giày dép rất là nhiều nha các bạn nha. Chung là chợ ở trong này thì chỉ có những cái đồ như vậy thôi. Ở đây có nhạc nhiều quá. À đây có các cái hạt giống này. Đây là hạt giống hay là bán ăn này à cô? Hạt giống ạ. Vâng. Ô cái hạt gì đấy? Rau chân vịt á? Ôi sao cái hạt này nó nhọn nhỉ? Đây, món ấu tẩu ơi, cháo ấu tẩu đây này. Cái này mà không biết nấu là ăn chết người đấy nha mọi người nhá. Vâng. Đấy, cái này nấu nó khi nào nó tối rồi. Củ nó phải cứng cơ. Củ cứng này mình nấu nó bở như khoai ấy thì mới ăn được. Nó phải tan ra thì mới ăn được nha các bạn nhé. Cái củ này mà không nấu kỹ là ăn là có thể là đi luôn đấy. Đi trầu Diêm Vương luôn đấy. Đây là toàn cảnh khu chợ bản nha các bạn nhé. Đây là chỉ là chợ chợ xã thôi, đây là phiên chợ ở xã nha các bạn nhá, không phải là phiên chợ ở cấp huyện hay là một cái hội chợ gì cả. Đây là chợ bản vùng cao nha các bạn nhá. Đấy, rất là đông vui. Đấy, anh em thấy có đông vui không? Thực ra là chợ bản thì chỉ có một số cái đồ dùng, vật dụng gia dụng, đa số là nông sản của bà con tự sản tự tiêu thôi các bạn ạ. Còn đâu là có quần áo, giày dép, đồ gia dụng thì của các thương lái mang đến cũng rất là nhiều các bạn ạ. Xấu hổ à? Đây là con của chị à? Đâu. Cháu á? Không biết nói à? Không biết nói từ sinh ra, không biết nói. Từ lúc sinh ra? Nhưng có điếc không? Có. Gọi nó không nghe thấy đâu gì? Thế ở nhà mình giao tiếp kiểu gì? Ở nhà mình giao tiếp với nó kiểu gì? Cũng làm thế này. À, dùng ký hiệu à? Thế là chị nói chuyện với nó được hết không? Được,
30% thôi à? À, thế là cháu bị câm bẩm sinh à? À, thế là khiếm thính vậy bị câm. Thế là cháu có đi học không? Không học, từ sơ học mấy năm này, giờ nó không học được. Vẫn đi học bình thường à? Nó biết chữ mà. Nó biết chữ à? Ừ. À. Tên nhà tên nó biết hết. Khác biết viết tên à? À. Xong thế bên sao không cho đi học nữa? Nó không đi đâu mà. Không thích đi nữa à? Không thích đi. À. Mình cho nó đi hai mười ngày. Đi một ngày, hai ngày là lâu nó nghỉ nó không đi đâu. À, thế là cháu bị câm bẩm sinh. Thế bây giờ viết tên viết tiếc bảo nó viết là nó vẫn viết đúng không? Nó viết. Thế mình viết cho nó đọc được không? Có chứ. À. Nó đọc mà đọc không ra. Nó đọc không ra thôi nhỉ. À. Thế mình sao mình không giao tiếp bằng nó bằng chữ? Với nó bằng chữ. Mình ví dụ mình muốn bảo nó cái gì mình viết ra xong là không bảo nó có biết không? Nó không biết rồi. Không biết bằng chữ nó. Ừ. Nhưng mà nó không viết tên của nó. À, cháu năm nay được bao tuổi rồi? Cháu em của nó biết hết. À. Mà ông bà nó biết Thế cháu này bao nhiêu tuổi rồi? 12 tuổi. 12 tuổi à? Thế nhà cô ở gần, nhà chị ở gần không? Ở cây 27 đấy à? Cháu tên gì đấy? Cháu này tên gì đấy? Trương Thị Quỳnh. Trúng Thị Quỳnh à? Trương Thị Quỳnh. Trương Thị Quỳnh à? À. Tên đẹp nhỉ. Ôi, cháu rất là nhanh nhẹn nhá, nó giỏi đấy, chẳng qua là bị không nói được thôi. Em muốn được chưa? Thường là những người bị khuyết tật này người ta hay có những cái tài riêng nhé. Cháu rất là nhanh nhẹn. Mình quay cái là cháu biết là mình quay nha này. Đấy. Đấy, phản ứng rất là nhạy cảm nhé. Đấy. Rất là giỏi. Mà chú kiện. Chú cho tiền lẻ. Tiền lẻ. Chú cho này. Đấy. Cho cháu ít tiền. Ơn chứ. Nó nhanh mà, đứa này nó nhanh nhẹn đấy. Thế thôi là nó không nói được thôi. Rồi, như vậy là tôi vừa review cho các bạn xem một chút về cảnh chợ bản như vậy thôi nhé. Và bây giờ tôi xin phép kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy yêu chợ bản cũng như là thấy chợ bản hay thì hãy like, share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đấy. Giới thiệu với mọi người, đây chính là chợ Minh Ngọc nha. Sáng nay tôi cũng đã quay về cái chợ này rồi. Và bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem toàn cảnh ở chợ này nha.